khi yêu thương cho em không cần nhận lại. Giờ em đang rất vui khi con tim em chọn được người. Tôi đành lặng im đi, mang bao nhiêu nỗi đau trong lòng. Nếu người đừng vội vàng yêu ai thì ngọt ngào nơi đó người có dành cho tôi. Và nếu bức thư tình ngày hôm ấy tôi trở lại thật nhanh cho tay em, thì giờ này em có, em có yêu. Thì vẫn là nỗi đau thuộc về người, nhưng anh tin tình yêu anh dành cho em là thật nhất. Nhưng anh tin bình yên trên đôi mắt đó là thật nhất. Và rồi anh vẫn hoài nghi theo năm tháng sự ngọt ngào và đau khổ em mang đến liệu có đáng. Và rồi anh vẫn hoài nghi theo năm tháng sự ngọt ngào và đau khổ em mang đến liệu có đáng. Em có yêu, đâu cần.